Mẹ sắp chưa mẹ? Mẹ xong rồi, mẹ quay nãy giờ rồi. Đây là tới phần của bạn táo nha. Xếp đồ theo cách này rất là dễ nha các bạn. Đó, bạn táo, bạn chip đều có thể thực hiện rất là chuyên nghiệp. Yes. Đồ rất là đẹp luôn. Đó. Cái tấm bì này là đi mua ở Mega Market nè. Lấy đựng đồ rồi sau đó về cắt ra. Đó, nói chung là mình phải tiết kiệm. Nhà nghèo. Đúng rồi, đó. Đó, rồi, bạn táo cũng đã hoàn thành xuất sắc nè, phần xếp quần và xếp áo. Yeah!